trời có đánh thiệt đó nha, ở dưới Long An á, đi thấy không, đi ngang thấy cái mộ mà đứng sững không đó. Con á là đánh đề đánh số về xin tiền mẹ không cho đó, có gì lấy cái phản ngược mẹ đó, cái phản mà hắn chặt lát á, à, ngược mẹ tới cái bờ kinh, mẹ già yếu chạy tới đó chạy hết được, ổng dơ cái phản lên, ổng chém mẹ, ổng dơ lên là vợ chồng luôn, đúng luôn á quý vị,